Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe bản tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay, ngày 5 tháng 4 năm 2021. Bono TV chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 5 tháng 4, hồ tiêu thế giới tăng tốt, trong khi Việt Nam giảm và chờ cú hích sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Cochi Ấn Độ tăng 663,65 rupee trên tạ và hiện đang giao dịch ở mức là 39.300 rupee trên tạ. Và nếu tính theo tỷ giá của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ, 1 rupee là 316 đồng Việt Nam. Hiện giá hồ tiêu giao ngay trên sàn Cochi Ấn Độ có mức giá là 124.188 đồng 1 kg. Hiện các nước trên thế giới vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ Good Friday, khiến cho giao dịch ảm đạm. Các thị trường tài chính đóng cửa khiến giao dịch hồ tiêu tạm ngừng. Tổng hợp tuần trước, giá tiêu Ấn Độ đã tăng từ 38.000 lên 39.300 rupee trên tạ, trong khi giá hồ tiêu trong nước đã giảm từ 1.000 đến 1.500 đồng 1 kg tại các địa phương. Đối với giá hồ tiêu trong nước ngày hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận đầu giờ sáng nay, giá tiêu đi ngang, mức giá được thu mua từ 71.000 đến 74.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá hồ tiêu tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ngày hôm nay hiện đang được thu mua quanh mức là 72.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai thì được thu mua với mức giá là 71.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu thu mua với mức giá là 74.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, mức giá được thu mua vẫn là 73.000 đồng 1 kg. Và ở tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu ngày hôm nay được thu mua với mức giá là 71.000 đồng 1 kg. Theo báo cáo, thị trường hồ tiêu thế giới tuần qua cũng ghi nhận phản ứng khá tích cực. Tại thị trường nội địa, tiêu đen Manava tăng 2% lên mức là 5.075 USD trên tấn. Giá tiêu đen và tiêu trắng của Indonesia lần lượt tăng 11% và 14%, hiện đạt mức là 2.997 USD trên tấn đối với tiêu đen và 6.028 USD trên tấn đối với tiêu trắng, tương đương với mức giá là 68.931 đồng 1 kg đối với tiêu đen và 138.644 đồng 1 kg đối với tiêu trắng. Tại các nước, một số nhà đầu cơ đã mua một số lượng lớn hồ tiêu để dự trữ và tăng cường kinh doanh. Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng được thu mua lần lượt với mức giá là 2.679 USD trên tấn và 4.097 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 61.617 đồng 1 kg đối với tiêu đen. Theo các chuyên gia, vụ thu hoạch hạt tiêu trong nước dự kiến kết thúc vào cuối tháng 4, nhưng đến nay, những đánh giá về sản lượng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Đây là thời điểm nhạy cảm về giá, là cuộc đấu trí của người trồng tiêu với các doanh nghiệp xuất khẩu, các đại lý gom hàng, ai cũng muốn mua bán được giá tốt. Những ai vững tâm lý và biết chọn thời điểm thì người đó sẽ có được món hời. Như vậy đầu giờ sáng nay thì giá hồ tiêu trong nước đi ngang. Các bạn vừa nghe những thông tin về giá hồ tiêu ngày 5 tháng 4 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.